Xin chào mọi người, tớ là Trang Sâu Piu. Ở tới tớ chán cục, tớ đang dùng ý, một cái iPhone 4 trắng này, một cái 4 đen, mà tự dưng bây giờ bố tớ lại mua tớ một cái iPhone 5 nữa, hai cái iPad liền, khổ cực ý. Từ ngày bố tớ làm đại tướng ý, tớ đau đầu lắm, sáng dậy ý, ngày nào cũng ngủ một đống tiền mà tớ bảo là đem đi đốt hết đi mà không nghe. Bây giờ iPad này chỉ để ném chó thôi, iPhone thế, kiểu bây giờ quay lại thích dùng Vertu ấy. Nhưng mà bố ấy, bố bảo là thôi con cứ ném hết đi, đây này, đống này toàn gạch thôi. Bố bảo là con cứ ném đi, khi nào hỏng ấy bố mua tiếp cho ném. Tôi chán lắm rồi. Tại sao các bạn lại không yêu mình? Tại sao các bạn lại ghét mình? Mũi mình có lợn nữa đâu, mình nâng mũi rồi mà. Các bạn đừng ghét tớ nữa nhá. Xin chào. Xin chào.